Thưởng thức chất âm rất là ngọt ngào và chi tiết của cặp loa khủng long bạo chúa đến từ Mỹ với cặp loa JBL model 4638 và 2509A với combo sở hữu chất âm 2 trong 1 cho vừa nghe nhạc lẫn karaoke. Ở phần chính giữa thì tôi đang phối ghép cùng với con đẩy JBL model RMA 3300 kết hợp với vàng mix xịn sò. Chúng ta có thể thấy được rằng sở hữu cấu hình của một vũ trường đích thực trước máy quay, áp dụng cho những không gian phòng khách lớn từ 50 tới một vài trăm mét vuông hoặc các nhà hàng, quán bar hay các vũ trường chuyên nghiệp trên cặp JBL 2509A và 4638. Chúng ta thấy rằng cấu hình nặng tới 1 tạ 6 và công suất mạnh mẽ ở ngưỡng 1600W và tối đa lên tới 3200W. Mời anh em cùng thưởng thức chi tiết một vài thể loại nhạc quen thuộc nữa và chúng ta cùng ngắm nhìn lại cấu hình rất là tuyệt vời này. Trong những đoạn nhạc quen thuộc tôi đang mở tín hiệu từ trên TV xuống, quý vị có thể thấy được rằng đây là một trong những cấu hình cực khủng mang lại cho uy lực mạnh của một vũ trường và sự thể hiện chi tiết và nhằm cùng thực hiện. Chất âm của một vũ trường đích thực trước máy quay cho cặp JBL 2509A và 4638. Mời anh em cùng ngắm nhìn lại chi tiết một lần nữa. Được thiết kế với phần thùng cao tới 1,5m, ngang 65 và sâu tới 50, nặng tới 1 tạ 6 cho cặp JBL 2509A và 4638. Nguyên tem cờ còn đang mới long lanh tới từng cm, mặc dù đây là cặp loa khủng long được xếp hạng đứng đầu hãng. Với phần logo cũng như tem cờ về các mặt trước
hai bên hông cũng như là phía trên cùng của cặp loa. Nặng tới 80 kg cho một chiếc loa, công suất ở ngưỡng 1.600 tối đa tới 3.200W với trở kháng 8 ohm và độ nhạy cao tới 131 dB. Phần trên cùng là một quả kèn siêu khủng long, nguyên một người vác nặng nệ khệ với cái họng kèn 50 cao 40. Củ từ của nó lớn tới 22 côn 100. Được thiết kế quay đa hướng trái phải cũng như ngỏng lên ngỏng xuống. Đó, nguyên bộ chân bằng thép. Chúng ta có thể thấy được rằng quả kèn siêu khủng, được thiết kế họng của nó được làm bằng sừng chống giảm đanh chói so với các dòng họng kèn thông thường. Được thiết kế theo các hình lượn cho âm thanh đi ra từ phía họng kèn cực kỳ là tuyệt vời. Hai hình vát trên và dưới và hai hình lượn vòng cung phía cánh trái cũng như phía cánh phải. Phần bên dưới là hai quả bát súp với đường kính 40 cm cho mỗi một quả bát súp, còn đang mới nong nay. Gân xếp tẩm dầu xương đúc từ lớn tới 20. Hai cái ống hơi đường kính phi 100 thở về phía chính giữa mặt trước của loa. Bởi vậy nó mang lại cho uy lực của giải trầm mạnh mẽ vô cùng trên cặp 2509A và 4638. Tất cả nguyên bản, đẹp tới từng cm. Ở đây là những đồ sưu tầm dành cho anh em sành chơi và cũng là chất âm của giới sành nghề. Đó, từ logo, tem cò, tất cả từng chi tiết cho cặp loa khủng long Bảo Chúa mới và đẹp long lanh, chúng ta không bàn luận. Ở đây cho chúng ta thấy rằng nguyên cái củ kèn của nó này, quý vị thấy cái củ khủng khiếp không ạ? Lớn tới 22 chưa hết ạ, to gấp rưỡi cái bát của nó, 4.621. Đó, anh em nhìn nguyên bộ họng kèn phê không ạ? Họng của nó là sừng này. Đó, nó là bằng sừng luôn ạ. Nó là siêu bền. Và chất âm thì có lẽ rằng nó là dòng đỉnh nhất rồi. Rất là nặng, 80 kg cho một chiếc loa. Chúng ta có thể thấy được rằng một cái vũ trường âm nhạc, chất âm của người Mỹ. Phần chính giữa thì tôi đang phối ghép cùng với con đẩy JBL RMA 3300 mặt phay nhôm. Đó, một bộ mic thông minh S580U, con vang số C71V, quản lý nguồn, nâng tiếng. Đó, và phần trên cùng thì quý vị thấy rằng tôi đang trưng dụng với con Crossover Marani nổi tiếng với model DPA260P. Thiết bị cao cấp, có thể điều chỉnh hỗ trợ cho các giải âm thanh, cắt tần số của các giải ở mức độ tuyệt đối và đáp ứng cho những cặp tai sành nghe nhất và khó tính nhất với con Crossover Marani. Anh em nào biết về đồ này thì nhìn qua thì chắc chắn đã thấy được cấu hình. Như vậy sơ bộ chúng ta có thể thấy được rằng tôi đang phối ghép nguyên một cấu hình siêu khủng long cho cặp JBL 2509A và 4638, nặng một tạ 6 và công suất tối đa lớn tới 3.200W, trung bình 1.600, trở kháng 8 ohm và độ nhạy cao tới 131 dB. Phong cách chơi đa thể loại nhạc và đáp ứng cho mọi tiêu chí, từ nghe lẫn nhìn lẫn karaoke chuyên nghiệp, ứng dụng cho những phòng khách lớn 50 một vài trăm mét vuông hoặc các nhà hàng, quán bar hay các vũ trường, luôn dành cho anh em có phong cách màu nẻ nhất với ưu đãi tốt nhất trên kênh của mình. Mời anh em cùng thưởng thức tiếp theo một vài giai điệu nhạc quen thuộc, và chất âm của những dòng loa này sẽ khiến cho không ít những anh em phải thèm thuồng.